siêu mẫu Xuân Lan vừa tổ chức một buổi giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ kinh và nghiệm làm đẹp của phiên bản thân. Đây là hoạt động kém cỏi xuyên của cô song song với công việc đào tạo người mẫu, tổ chức các sự kiện thời trang lớn. Tại sự kiện, Xuân Lan cũng mời đông đảo các nghệ sĩ thân mật đến trò chuyện với khán giả. Ngay khi có mặt, Minh Xù và diễn viên Lâm Dạ ở giữa phóng viên đã lên sân khấu để khuấy động không khí với màn đối đáp vui nhộn. Ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng có mặt ngay sau đó và gây lưu ý với ngoại hình điển trai, vui ăn dẫn phong cách. Ngoài giao lưu, Ngô Kiến Huy lần lượt gửi tặng biểu lộ những ca khúc gắn liền với tên tuổi như Nubakachi, Mình Yêu Từ Bao Giờ, để gửi tặng khán giả. Nhân dịp này, Ngô Kiến Huy cũng hào hứng công bố truyền thái y ra mắt cách đây 2 tháng đã đạt con số gần 40 triệu lượt xem và 843.000 lượt yêu thích trên YouTube. Để ăn mừng thắng lợi ấn tượng, Ngô Kiến Huy tự tin hát ly ca khúc chục triệu di và khiến khán giả yêu thích khi biểu lộ màn vũ đạo dễ thương. Ngoài khách mời Lâm Dạ, Ngô Kiến Huy, Minh Xù, diễn viên Hải Triều cũng có mặt và hấp dẫn sự đông đảo khi giả gái, mặc đầm gợi cảm.